Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 1631 Thế nhưng giờ này khắc này, Tần Trần trong lòng lại có một loại thông thấu cảm giác, trong thân thể hắn, từng đạo uyên ma chi đạo tại ma kiếp dưới sự trợ giúp, dung nhập hắn thân thể, thế nhưng, lại quỷ dị cũng không có đem hắn thân thể diễn hóa thành ma thân. Loại cảm giác này, vô cùng thần kỳ, thì giống như một cái hỏa diễm người, lại có thể lĩnh ngộ thủy chi đạo, giơ tay lên giữa, thì có khả năng thi triển ra dòng nước công kích một dạng, thậm chí hắn hỏa diễm chi thân, cũng có thể thay đổi thành cùng loại thủy lưu chi thân trạng thái, để cho người ta làm sao không giật mình. Tốt, tốt. Tần trần trong lòng minh ngộ, trong thân thể hắn khởi nguyên chi thư trang sách, nhanh chóng dũng động, nhiều trước cùng ma đạo có liên quan trang sách, toàn đều tụ chung một chỗ, vậy mà tạo thành nhân, ma hai cái văn minh khác nhau. Ma đạo, nhân đạo, Yêu đạo, thiên hạ vạn tộc đều có bản thân đạo, nhưng những thứ này đạo, thật đều là đường nhỏ, coi như tu luyện tới cực hạn, cũng chỉ là bình thường mà thôi. Nhưng trên thực tế, cái gọi là vạn tộc chi đạo, thật đều có cộng thông chỗ, bởi vì, thiên hạ đại đạo, đều là thiên đạo. Tần trần trong đầu, các loại linh quan thoáng hiện, bắt đầu lĩnh ngộ thiên đạo bí ẩn. Vù vù. Hắn nguyên bản hoang của thân thể, chợt bắt đầu chậm rãi trở thành đen kịp hoang cổ ma thân sau đó nháy mắt giữa lại biến ảo thành nhân tộc thân thế hai cái thay đổi hết sức tự nhiên đồng thời khiến người khác đến dò xét đều không cách nào nhìn ra dị trạng nếu như tần trần tại bảo trì người thân dưới tình huống mặc dù là thánh chủ cao thủ cũng không cách nào cảm thụ được tần trần trong cơ thể có chút ma đạo chi khí tư tư ngươi cũng có thể cảm thụ một chút này ma khí lôi kiếp lực Tần Trần hướng về phía tư tư truyền âm nói ra, này ma khí lôi kiếp lực lượng, đối tư tư cũng có thật lớn ít lợi, đặc biệt tư tư cũng tu luyện uyên ma chi đạo, đồng thời nhập qua ma, này ma khí kiếp vân có thể làm cho tư tư khí chất, càng thêm hoàn chuyển, làm cho không người nào có thể nhận nàng tu luyện đại đạo bản chất. Đến đây đi, đến mãnh liệt hơn chút đi. Tần Trần rống to, toàn thân thánh nguyên tiêu hao, lốc bốt, vô số đen kịp lôi đình liên tục hạ xuống, đem tầng trần oanh thiên sang bách khổng, tuy là tầng trần đối ma đạo lĩnh ngộ sâu hơn, thế nhưng này ma khí kiếp vân cũng tụ tập càng thêm mãnh liệt, tự hồ bị tầng trần hành vi cho tức giận, nhiều hơn ma binh ma đem đánh thẳng tới, coi như là tầng trần thiên địa nhất thể cảnh giới, cũng không ngừng nứt ra. Phốc phốc phốc, tầng trần toàn thân đứt gân gãy xương, trên thân miệng vết thương, thậm chí có thể chứng kiến nội tạng làm cho hắn hung uy thoáng cái giảm thiểu nhiều. Bất quá Tần Trần lại không lo lắng chút nào, bởi vì hắn ngủ bí, ẩn chứa kinh thế bảo vật, chỉ cần này lôi kiếp không cách nào mẫn diệt linh hồn hắn, hoặc giả bị phá hủy hắn ngủ bí chỗ ngủ tạng, chỉ thân thể ở trên bị thương, Tần Trần có thể thần tốc chữa khỏi. Hoang cổ chi khí vận chuyển, cuồn cuộn ra, những thứ kia tổn thương thân thể, nhanh chóng chữa khỏi, nhiều thánh mạch lực tiến nhập Tần Trần trong thân thể để cho tầng trần tại trong chốc lát, lại khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Mà loại quá trình trong, tầng trần đối bá chủ lực cảm ngộ, đối thiên địa nhất thể cảm ngộ, cũng ở đây nhanh chóng đề thăng. Hắn hai mắt quét ngang, ánh mắt kích xạ giữa, nhiều ma binh ma đem đều bị đánh nát, biến hóa thành bổ dưỡng ma khí, tiến nhập trong cơ thể, linh hồn cũng càng thâm thúy hơn, nhanh chóng đề thăng. Này ma kiếp không những việc không xong tầng trần, ngược lại là đối tần trần mang đến thật lớn ích lợi để cho tần trần càng thêm dễ dàng chạm tới bá chủ cảnh giới. Lúc đầu, tần trần muốn chạm tới bá chủ cảnh giới, chẳng những muốn thu nhận nhiều thánh mạch, còn muốn tỉ mỉ phỏng đoán bá chủ ý cảnh, cảm ngộ bá chủ đại đạo. Mặc dù tần trần chém giết nhiều yêu ma bá chủ, nhưng này chút đều là yêu ma, đối với tần trần giúp đỡ cũng không phải rất lớn, căn bản không có nhân tộc đại đạo đến tốt. Thế nhưng tại đây ma kiếp phía dưới, tầng trần đối với người ma hai tộc đại đạo, đều có tăng lên kinh người, vô số bá chủ yêu ma khí tức, tự nhiên làm cho tầng trần đối bá chủ ý cảnh càng thêm hoàn mỹ lý giải. Vù vù Làm vô số thánh mạch dũng mãnh tràn vào tầng trần trong thân thể thời gian, tầng trần trên thân, vẫn là hiển hiện ra một loại trạng thái hoàn mỹ, đây bá chủ chi đạo hiện lên, như là thần quang, lộng lẫy lập lòe tần trần trong thân thể bắt đầu hiện ra bá chủ khí tức đương nhiên cái này cũng không đại diện tần trần thì có khả năng trở thành bá chủ chỉ là đại diện tần trần nắm giữ một chút bá chủ khí tức bắt đầu đột phá trung kỳ đỉnh phong cự đầu cảnh giới thành tựu nửa bước bá chủ tình trạng dù vậy đối với tần trần mà nói cũng là một cái không gì sánh được thật lớn đột phá tốt tốt tần trần kinh hỉ hắn chẳng thể nghĩ tới bản thân một phen thu hoạch lại có thể sẽ to lớn như thế, này thần chiếu thánh tử thật đúng là hắn phúc tinh. Nếu như không có thần chiếu thánh tử đem hắn dẫn vào mảnh này yêu ma giới, nhận được nhiều như vậy ma mạch, thông qua vạn giới ma thụ đưa tới kiếp vân, hắn muốn chạm tới nửa bước bá chủ cảnh giới, ít nhất phải tiêu hao hơn gấp 10 lần khổ công. Hống hống hống. Tần trần ngửa mặt lên trời gào to, hắn ngẩng đầu, đón lôi kiếp, lại có thể bắt đầu thôn phệ những thứ này lôi kiếp. Càng không tạo hóa ngọc điệp trong, kinh người thánh mạch khí tức liên tục hiện lên tới, lực lượng cùng lôi kiếp lẫn nhau dung hòa, liên tục rèn luyện trong thân thể bá chủ phép tắc, muốn chuyển hóa thành bá chủ bất diệt đạo quan. Ngay tầng trần hưởng dụng này vô tận lôi kiếp thời gian. Đột nhiên, một tiếng ầm vang, quỷ dị kia ma sơn trên cấm chế phù văn, rốt cục không chịu nổi ma khí kiếp vân oanh kích thoáng cái nổ bể ra đến, toàn bộ ma sơn, ầm ầm nổ tung, phía dưới ma sơn trong, trực tiếp vỡ ra nhất đạo đen kịch ma quật. Hả? Lại là ma quật. Tần trần ngưng thần nhìn lại, cũng cảm giác này trong ma quật, ma khí hòa hợp, một cổ làm cho hắn đều kiên kỵ khí tức thoáng cái tảng mát đi ra. Ma tộc thánh chủ khí tức. Tần trần mặt biến sắc, này trong động quật tảng mát đi ra khí tức, hắn hết sức quen thuộc, cùng loại trước đây diêm la bí cảnh trong diêm la ma chủ khí tức là ma tộc thánh chủ lực lượng chẳng lẽ này ma sơn xuống trong ma quật có một tên ma tộc thánh chủ một sát na này tần trần thậm chí có loại xoay người chạy trốn kích động không đúng sau một khắc tần trần mắt sáng lên nếu như này yêu ma giới trong thật có một cái ma tộc thánh chủ nói vậy còn lịch lãm cái gì đã sớm phá ma ra đem khóa trước toàn bộ tiến nhập thiên giới thí luyện chi địa các võ giả thôn vệ. Chẳng lẽ là ma tộc thánh chủ sát chết? Tần trần thân hình thoát một cái, sư, trực tiếp ép buộc lấy vô tận lôi đình tiến vào này trong ma quật, sau đó liền thấy, này ma quật xuống, có một tòa cổ xưa đại trận, ở đó trong đại trận, một cái kinh khủng ma thi nằm ở đó, tản mát ra kinh thế khí tức, mà ở ma tộc thánh chủ sát chết đầu mi tâm địa phương, một mặt cổ xưa cái gương lơ lửng, tán phát ra đạo đạo tín ngưỡng chi lực, chậm rãi dung nhập vào này ma tộc thánh chủ xác chết giữa chân mày. Tần trần tức khắc sợ giật mình, này thần chiếu thánh tử, dĩ nhiên tại đoạt xá này thượng cổ ma thi. Không, này thượng cổ ma thi dễ nhận thấy ngã xuống không biết bao nhiêu vạn năm, cả người tản mắt lấy cổ xưa khí tức, mà thần chiếu thánh tử, là ở tá thi hoàng hồn. Chính là, thần chiếu thánh tử một nhân loại, làm sao có thể có thể mượn ma tộc thánh chủ xác chết hoàng hồn? Sớm nhất, nhân tộc cùng ma tộc kết cấu bất đồng, huống chi đây một cái ma tộc thánh chủ xác chết, mặc kệ thần chiếu thánh tử linh hồn chi lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, cũng không thể thôi động được một cái thánh chủ thân thể. Tiếp, cũng chưa từng có nói nhân tộc có thể đoạt xá ma tộc. Không đúng, có lẽ sau này mình đột phá tu vi, thiên hồn cấm thuật tu luyện tới cực hạn, không hẳn không có khả năng phân hồn đoạt xá ma thân, nhưng cũng không thể nói tại bá chủ cảnh giới, liền đoạt xá ma tộc thánh chủ thân thể, đây quả thực là một cái nghịch biện. Tần trần trong lòng hiện ra mãnh liệt hiếu kỳ, ánh mắt của hắn nhanh chóng lướt qua toàn bộ đại trận, đúng là liền phát hiện mánh khóe, này dĩ nhiên là hai cái đại trận. Tại đây thượng cổ ma thi xuống, vẫn còn có một cái đại trận, trong đại trận, vậy mà ngồi xếp bằng một nhân tộc cường giả xác chết, khi thể kia tàn phá, dễ nhận thấy trước khi chết thụ đến mãnh liệt công kích, thế nhưng khuôn mặt cũng không có hư hại quá nhiều, cùng thần chiếu thánh tử bộ dáng cực cùng loại, nhất định chính là một cái khuôn đúc đi ra. Đây, thần chiếu thánh tử kiếp trước, thần chiếu kính thứ 78 thế giáo chủ. Tần Trần Thất Kinh Nơi này lại có hai vị cấp thánh chủ xác chết. Thần chiếu kính huyền phù ở tại thượng cổ ma thi phía trên, phóng xuất ra từng đạo tín ngưỡng chi lực cùng lúc đó tín ngưỡng chi lực dung nhập vào thượng cổ ma thi trong thân thể thời gian cũng dung nhập vào phía dưới thần chiếu thánh tử kiếp trước thánh chủ trong thi thể làm cho song phương tạo thành cộng hưởng thần chiếu thánh tử đây là đang làm cái gì chẳng lẽ là muốn cho bản thân kiếp trước sống lại lên tần trần triệt để nghi hoặc hắn nhìn kỹ lại càng thêm khiếp sợ hắn ngay từ đầu thật sự cho rằng thần chiếu thánh tử xem là vì đoạt xá thượng cổ ma thi lợi dụng thánh chủ ma thi để cho mình kiếp trước thân thể sống lại chiếm bản thân kiếp trước thân thể chính là càng xem càng không thích hợp cuối cùng tần trần hít vào một hơi hắn cuối cùng thấy rõ hai cái này đại trận là tử mẫu tư dưỡng đại trận thần chiếu giáo chủ thân thể là một dạng mà thượng cổ ma thi thân thể ngược lại là mẫu thần chiếu thánh tử xem không phải vì để cho mình kiếp trước sống lại Ngược lại là lợi dụng bản thân kiếp trước thánh chủ thân thể, đến tẩm bổ thượng của ma thi, tính toán chiếm thượng của ma thi, trở thành cao thủ ma tộc. Không đúng, nơi này đại trận, đã bố trí vô số vạn năm. Nói cách khác, nơi này trận pháp, căn bản không thể nào là thần chiếu thánh tử bố trí, mà là thần chiếu thánh tử trước thế thần chiếu giáo 78 thế giáo chủ. Khí Khi này một cái ý niệm nhô ra thời gian, tầng trần không khỏi tê cả da đầu trong nháy mắt toàn thân băng hàng. Hung ác, quả thực quá ác. Này thần chiếu giáo 78 thế giáo chủ, vô cùng tàn nhẫn, nếu như Tần Trần không có suy đoán nói bậy, thần chiếu thánh tử kiếp trước, thần chiếu giáo thứ 78 thế giáo chủ, năm đó chính là bỏ mạng ở này thượng cổ yêu ma giới. Trước mắt mới chỉ, Tần Trần còn không biết đối phương là vì cái gì ngã xuống, bị ai chém giết, nhưng có thể nhìn ra được là, thần chiếu giáo chủ tại trước khi vẫn lạc, biết rõ bản thân phải chết sau, tìm được một ma tộc thánh chủ cường giả xác chết, bài này tự mẫu tư dưỡng đại trận, sau đó mở đại trận ra, để cho mình sau khi chết thân thể, trở thành tẩm bổ này thượng cổ ma thi tế phẩm, bảo trì này thượng cổ ma thi thánh chủ khí tức. Đồng thời, thần chiếu giáo chủ lợi dụng chuyển thế thủ đoạn, để cho mình một chút chân linh chuyển thế, trở thành thần chiếu thánh tử, sau đó tại mỗi một khắc, trở lại này yêu ma giới trong mượn dùng thượng cổ ma thi hoàng hồn để cho mình chân chính sống lại thậm chí hắn vì phòng ngừa bản thân chuyển thế người không cách nào tìm được bản thân thân thể chỗ tại thí luyện chi địa phế tích bảo địa cũng bố trí phiến thánh mạch đại trận đồng thời cất giữ thần chiếu kính cái này thánh chủ bảo vật để cho đối phương có đầy đủ thực lực đi tới nơi này chân chính để cho mình sống lại vòng này úp một vòng thủ đoạn là tàn nhẫn quả thực không gì sánh kịp đặc biệt lợi dụng bản thân xác chết hiến tế ma tộc ma thi chỉ này một phần thủ đoạn liền không là người bình thường có thể làm ra tới này một ma thi tuyệt đối có đại lai lịch bằng không nói thần chiếu giáo chủ không có cam nguyện hiến tế bản thân để cho hậu thế bản thân đoạt xá này ma thi bởi vì một khi đoạt xá thành công như vậy thần chiếu giáo chủ tuy là linh hồn vẫn là nhân loại nhưng trên thực tế đã hóa thành ma tộc cùng ma tộc thân thể kết hợp sau, linh hồn hắn cũng sẽ bị đồng hóa, cuối cùng, triệt để hóa thành nhân ma trạng thái, người không nhân, ma bất ma. Tần trần trong lòng sáng như tuyết không gì sánh được, nếu như không có đầy đủ lợi ích, trước thế thần chiếu giáo chủ tuyệt đối sẽ không làm ra bực này tàn nhẫn sự tình tới. Không thể để cho này thần chiếu thánh tử thành công. Tần trần trong lòng, triệt để sợ hãi, mặc kệ đối phương xem là cái gì, có nội tình gì, tuyệt đối không thể để cho đối phương thành công, bằng không nói, nhờ thượng cổ ma thi sống lại thần chiếu thánh tử, đủ để tại đây thí luyện chi địa vô địch, bất kỳ người nào cũng sẽ trở thành hắn thủ hạ vong hồn. Giết! Tần trần ép buộc lấy vô tận ma khí lôi kiếp, chợt xung phong liều chết xuống. Ung ung! Vô tận ma khí thiên kiếp hạ xuống. Điên cuồng đánh xuống địa phương thượng cổ ma thi cùng với ma thi chỗ đại trận, tức khắc thần chiếu kính kịch liệt đung đưa, xuất hiện chấn động mãnh liệt, đồng thời, tần trần cầm trong tay thần bí kiếm gỉ, thôi động trong cơ thể bá chủ khí tức, hướng về phía phía dưới thần chiếu kính, hung hãn chém xuống đi. Liều lĩnh, đều có thể hủy diệt đối phương tính toán. Vù vù. Đúng lúc này, phía dưới thần chiếu kính ở trên xuất hiện hai cặp con ngươi, thoáng cái ở giữa đột nhiên mở ra, một cổ mênh mông lực lượng, tịch quyển đi ra. Tần trần thầm kêu một tiếng, không được. Bởi vì hắn cảm giác được, tại trảm xuống trong nháy mắt, từ nơi sâu xa, một cổ lực lượng thần bí, đột nhiên hàng lâm, rót vào thần chiếu kính trong, trong nháy mắt, thần chiếu kính khí tức, không còn là thần chiếu thánh tử non nớt khí tức, mà là trở thành một cái đại nhân vật, một cái có thể ngạo thế quần hùng, nhìn xuống thương sinh tồn tại. Tại thần chiếu kính trong, này thần chiếu thánh tử phát ra cuồn cuộn thanh âm, tần trần ta biết ngươi lúc đầu tên là Tần Trần, lại muốn hủy diệt bản tọa vô số năm tính toán, quả thực là tự tìm cái chết. Cái thanh âm này, căn bản không phải thần chiếu thánh tử, mà là minh minh trong hư vô, một cái nhân vật mạnh mẽ, cái này nhân vật mạnh mẽ, không hề nghi ngờ, chính là trong truyền thuyết thần chiếu giáo chủ. Tần Trần trong lòng đã là kinh hãi, bởi vì ở trong chớp mắt, thần chiếu giáo trong toát ra lực lượng, càng ngày càng kinh khủng, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, lại muốn đem cái kia thiên khung trên lôi kiếp đều áp chế, đem tầng trần trong thân thể lực lượng hủy diệt. Nếu như mặc cho đối phương lực lượng triệt để bạo phát, một kiếm này phía dưới, tầng trần rất có thể không hẳn giết thần chiếu thánh tử, ngược lại sẽ bị đối phương chém giết. Hừ, một không chết biết bao nhiêu năm lão già kia mà thôi, chết thì chết, còn muốn làm yêu, cho bản thiếu trấn áp. Tần Trần ánh mắt cũng hung hãn lên, hắn một đường theo thiên vũ đại lục phi thăng thiên giới, trải qua bao nhiêu sự tình. Tại hắc tử đầm lầy, hắn không gì sánh được lúc nhỏ yếu, liền từng từng chịu đựng dị ma tộc ma chủ đoạt xá, tại thần cấm chi địa, cũng đã biết hai đại thánh chủ tranh giành thời gian bí cảnh cảnh tượng, còn tại Diêm La bí cảnh, càng là thấy được viễn cổ Diêm La thánh chủ tàn hồn. Hắn một đường tới, dựa vào không có vận khí, mà là thực lực. Trảm. Tần trần điên cuồng, thôi động thần bí kiếm gỉ, đồng thời trong thân thể, khởi nguyên thần thông dâng lên, nửa bước bá chủ lực lượng ngưng tụ thành một cái nguyên điểm, hướng về phía phía dưới thần chiếu kính, phóng xuất ra hủy diệt kiếm khí chém giết. Hả? Đây, nửa bước bá chủ lực, chính là tại sao lại cường đại như vậy, trong thân thể ngươi đến là thần thông gì? Đáng tiếc, bất kể là thần thông gì, loài dung dế chính là loài dung dế, đại đạo không phải như vậy dùng, để cho ta tới dạy dỗ ngươi, tần trần. Vù vù. Thần chiếu kính trên, mênh mông lực lượng oanh nhiễu, một lần nữa bạo dũng ra, thần chiếu kính bầu trời, bắt đầu xuất hiện một cái thân ảnh đồ sộ, đứng vững ở chân trời, cao cao tại thượng, thân thể khẽ động, thần chiếu kính bên trong lập tức bạo dũng ra vô tận khí tức đáng sợ. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng tại trong hư không va chạm, Lập tức bột phát ra hủy diệt tính tranh chấp. Phốc phốc phốc. Tầng trần thân thể, thoáng trái vỡ ra, hoang cổ thân thể đều không trụ được này cổ tính ngưỡng chi lực, một cổ mênh mông tính ngưỡng chi lực rót vào tầng trần thân thể, muốn nghiền ép xuống tầng trần thân thể. Vù vù. Ở đó một cổ tính ngưỡng chi lực sắp dũng mãnh tràn vào tầng trần trong cơ thể, muốn hủy diệt tầng trần thân thể thời gian, rốt cục tầng trần trong thân thể một cổ thánh chủ bảo vật khí tức dâng lên, là Diêm La thánh chủ sinh tử ma điện. Công Sinh tử ma điện thụ đến này một cổ lực lượng, tỏa ra ma quang, đem này một cổ tín ngưỡng chi lực ngăn cản đến, đồng thời, bổ thiên trùy cũng dũng động, che đậy thiên cấp, để cho tất cả lực lượng đều tiêu trừ cùng vô hình. Hừng, trong thân thể ngươi, lại có thánh chủ bảo vật khí tức, đây là cái gì bảo vật, cư nhiên có thể ngăn cản ta công kích thần chiếu giáo chủ trong thanh âm, truyền đến kinh ngạc, lại không có quá nhiều khiếp sợ, bởi vì, mặc kệ tần trần trong cơ thể có cái gì, y nguyên không cách nào cải biến bị hắn chém giết kết quả. Khởi nguyên chi thư, thần bí kiếm gỉ. Tần trần cứng rắn thừa nhận một kích, mặt không đổi sắc, thần bí kiếm gỉ hung hãn chém xuống đi. A. À, làm thần bí kiếm gỉ chém trúng thần chiếu kính lúc, nhất đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng vang tới, thần chiếu kính bầu trời thần chiếu giáo chủ hiển hóa ra ngoài hư ảnh thoáng cái run rẩy chịu thật lớn đã kích người cư nhiên có thế tổn thương đến bản giáo chủ ý chí thần chiếu giáo chủ trong thanh âm tràn ngập kinh sợ làm sao cũng không nghĩ đến tần trần cư nhiên có thể trực tiếp công kích được hắn thần bí kiếm gỉ phía dưới thần chiếu giáo chủ đau đầu kịch liệt lưu lại ý chí lực trung trung có loại muốn sụp đổ cảm giác không được hắn trong lòng lập tức chính là đại kinh, không còn có trước kiêu ngạo cùng ngạo nghễ, trong thần sắc vẫn là hiện ra hoảng sợ, thần chiếu kính vù vù lóe lên, sẽ nhập vào thượng cổ ma thi trong thân thể. Muốn chạy, nào có đơn giản như vậy, lưu lại cho ta. Tần Trần thân hình thoát một cái, ép buộc lấy lôi kiếp công kích, càng không tạo hóa ngọc điệp trong, một cổ vạn giới ma thụ khí tức tràn ngập ra. A. À, trong nháy mắt, thần chiếu giáo chủ lần thứ hai truyền ra ngoài kêu thảm, vạn giới ma thụ, đủ để trấn áp vạn cổ ma đạo, thoáng cái phong tỏa ngăn cản này thần chiếu giáo chủ ý chí, không cho hắn tiến nhập thượng cổ ma thi trong thân thể. Thiên thần hàng lâm, chiếu diệu cổ kim. Thần chiếu giáo chủ hét lớn một tiếng, kinh khủng ý chí tạo thành một cơn bão, chợt mổ một cái khai, đem tầng trần thi triển ra khí tức hung hãn đánh văng ra một ít, đồng thời sẽ thôi động thần chiếu kính, lướt về phía hắn kiếp trước xác chết. Vạn giới ma thụ lực lượng, đã phong tỏa ngăn cản thượng cổ ma thi, lấy hắn thánh chủ cảm nhận, rõ ràng cảm giác được, nếu như mình gắn phải tiến nhập này thượng cổ ma thi trong, mang cho hắn tuyệt đối sẽ là hủy diệt kết quả. Vì vậy, hắn chỉ có thể ngược lại tiếp, tiến nhập bản thân kiếp trước tàn phá thân thể, trước hồi phục thân thể, nửa đánh với tầng trần một trận, bằng không khi không có thân thể dưới tình huống, coi như là hắn có thể thôi động thần chiếu kính cũng không phải tần trần đối thủ lúc này trong lòng hắn tràn ngập sợ hãi cùng khó có thể tin làm sao cũng không dám tưởng tượng đến bản thân đường đường một cái thánh chủ coi như là ngã xuống vô số vạn năm chỉ còn dư lại nhất đạo tàn hồn cùng linh quang nhưng làm sao lại một cái nữa bước bá chủ cũng không là đối thủ thời gian thần thông tần trần chứng kiến thần chiếu kính trung một cái sẽ tiến nhập thần chiếu giáo chủ tàn phá thánh chủ thân thể, biến sắc, trực tiếp thi triển ra thời gian thần thông, thoáng chốc, trong thiên địa thời gian đình trệ, phản phất xa vào ngưng trệ. Trảm Ngay sau đó, tầng trần nhất kiếm trảm xuống, thậm chí, hắn trong bí mật quán thâu một của lực lượng tiến nhập thần bí kiếm kỹ, thần bí kiếm kỹ trong tức khắc hiện ra đến vô tận xâm hàng khí tức. Toàn bộ ma quật như là trong nháy mắt tiến nhập tầng 18 luyện ngục trong, tràn ngập âm lãnh ý thánh chủ ý chí tần trần làm sao dám sơ xuất vừa lên đến liền thi triển ra cao cấp nhất sát chiêu không được thần chiếu giáo chủ ý chí đang lưu chuyển bị kìm hãm thời gian cũng cảm giác không thích hợp kinh sợ nhìn tần trần thời gian thần thông tiểu tử này vậy mà nắm giữ thời gian thần thông trên đời này tại sao có thể có biến thái như vậy người mà khi hắn phục hồi tinh thần lại thời gian thần bí kiếm kỹ đã hung hăng trảm xuống tại thần chiếu kính trên a à. thần chiếu giáo chủ truyền đến kêu thê lương thảm thiết tiếng, bước ngoặt nguy hiểm hắn rốt cuộc tỉnh táo lại trực tiếp dẫn động thần chiếu kính trong cuối cùng lực lượng thần chiếu vạn cổ ầm thần chiếu kính bột phát ra ánh sáng chói mắt đem tần trần đánh bay ra ngoài sau đó tần trần liền thấy nhất đạo cực tàn phá linh hồn lóe lên phía dưới theo thần chiếu kính trong lao ra phút chốc tiến vào thần chiếu giáo chủ kiếp trước tàn phá trong thân thể không tốt tần trần trong lòng lập tức liền cả kinh sau một khắc hắn liền thấy không khí trầm lặng đã không biết chết đi bao nhiêu năm thần chiếu giáo chủ thân thể chợt mở hai mắt ra một cổ thánh chủ khí tức tràn ngập ra tần trần hiện tại đến lượt bản giáo chủ đên xuất thủ ù ù tiếng nổ vang vọng đất trời tần trần chỉ cảm thấy tê cả da đầu thánh chủ một cái thánh chủ vậy mà sống lại đáng ghét ta thi triển vạn giới ma thụ phong tỏa ngăn cản thượng cổ ma thi đồng thời thi triển thần bí kiếm gỉ đem đối phương ý chí hủy diệt nghĩ không ra đối phương lại còn là chạy trốn bản thiếu ám sát tiến vào kiếp trước thánh chủ thân thể một lần nữa sống lại chẳng lẽ thánh chủ cao thủ lại liền đáng sợ như vậy chỉ là nhất đạo tàn hồn thì có khả năng để cho bản thiếu vô kế khả thi. Tần Trần trong lòng kinh sợ, bất quá trong đầu chiến ý cũng là bộc phát hùng hậu, hắn biết loại thời điểm này, chỉ có thể vào, không có khả năng lui. Lui, nhất định phải chết. Tần Trần không lùi mà tiến tới, hét lớn một tiếng, thẳng hướng thần chiếu giáo chủ. Người trẻ tuổi, đi chết đi. Thần chiếu giáo chủ ánh mắt băng lãnh, thánh chủ khí tức nở rộ, như là thần ma Đàn phá đại thủ trực tiếp lộ ra tầm bắt hướng tầng Trần tức khắc yêu ma giới đại đạo đều tựa như chấn động lên đây thánh chủ thiên đạo, không thể địch nổi thánh chủ, chân chính là đúng đại đạo nắm giữ cực hạn đỉnh cấp cao thủ luận đối đại đạo lý giải, một cái thánh chủ, so sánh với trăm cái bá chủ đều mạnh hơn, tương tự phép tắc, lực lượng, thánh chủ xuất thủ, có thể hủy thiên diệt địa, là bá chủ gấp 10 lần, gấp trăm lần không thôi thần chiếu giáo chủ trong khi xuất thủ, đại đạo cộng hưởng, nói là làm ngay, giống như trở thành mảnh thiên địa này chủ nhân. Giết! Tần trần gào thét, toàn thân khẽ động, liệt không thần ngân, thời gian thần thông, khởi nguyên thần thông, hủy diệt kiếm ý, nhất tề thi triển, đồng thời, hoang cổ cực thần đạo cũng vận chuyển, giống như một tôn hoang thần giáng thế, nhất kiếm chém ra, cùng thần chiếu giáo chủ liều mạng một cái. Lập tức, hai cổ lực lượng đụng nhau tần trần trong cơ thể liền dũng mãnh tràn vào một cổ ẩn chứa chí cao ý cảnh vô thượng uy áp tại trong thân thể hắn đấu đá lung tung hoang cổ thân thể thân thể có kết trung động thế nhưng để cho tần trần giật mình là này thần chiếu giáo chủ một kích khí thế kinh người nhưng uy lực vậy mà so với hắn tưởng tượng ra phải yếu hơn nhiều phốc suy càng làm cho tần trần giật mình là thần bí kiếm kỹ diễn hóa ra thông thiên kiếm khí vậy mà nhất kiếm chém vào đến thần chiếu giáo chủ trong lòng bàn tay a à, liền nghe được kêu thảm thiết vang lên thần chiếu giáo chủ ba ngón tay bay ra ngoài sau đó chính là đen kịch tiên huyết này thần chiếu giáo chủ bàn tay tại tầng trần nhất kiếm phía dưới lại bị trực tiếp tước đoạn ba ngón tay đồng thời thần bí kiếm gỉ âm lãnh lực chợt dũng mãnh tràn vào thần chiếu giáo chủ thân thể cho hắn tàn hồn lần thứ hai mang đến mãnh liệt thương tổn chỉ thấy thần chiếu giáo chủ thống khổ che tay phải nhìn tần trần như tị xà hạt ánh mắt hoảng sợ không hiểu đồng thời cũng mang theo kinh sợ cùng nghi hoặc này thần chiếu giáo chủ thực lực làm sao kém như vậy tần trần cũng choáng thần chiếu giáo chủ cho hắn cảm giác không hề giống là một cái cấp thánh chủ cao thủ thậm chí ngay cả bán thánh đều không phải là mà là một cái thiên thánh hậu kỳ đỉnh phong bá chủ cao thủ tần trần thực lực bản thân tại bá chủ trong liền đã coi như là thượng du, lại thêm các loại thủ đoạn toàn lực thi triển, cùng với ma khí lôi kiếp cùng vạn giới ma thụ lực lượng, ngay lập tức sẽ ngăn chặn thần chiếu giáo chủ, chặt đứt hắn ba ngón tay. Nhất kiếm, chặt đứt một cái thánh chủ cao thủ ba ngón tay, đây nếu là đổi thành phổ thông nửa bước bá chủ cao thủ, có thể thổi cả đời. Ta minh bạch. Tần trần lúc này, tin mắt cỡ nào, tâm linh lóe lên một cái, trong nháy mắt liền hiểu được, thần chiếu giáo chủ sở dĩ kém như vậy cũng không phải là không có đạo lý, lúc này thần chiếu giáo chủ, chỉ là nhất đạo tàn hồn, hoàn toàn không phải trạng thái tột cùng, duy nhất cường giả chính là đối với thiên đạo lĩnh ngộ trên. Nhưng đơn thuần lĩnh ngộ căn bản là vô dụng, thánh giả tất cả căn nguyên, là linh hồn, là bổn nguyên, này thần chiếu giáo chủ chỉ có cảm ngộ, nhưng linh hồn nhưng ở thần bí kiếm nghĩ công kích phía dưới, đã sớm thương thế thảm trọng, nhất bi thảm là hắn thánh chủ thân thể, vô số vạn năm đến, đều tẩm bổ này thượng cổ ma thi, đưa tới hắn thân thể cũng sớm đã mất đi thánh chủ cấp bậc cường độ. Tất cả kết hợp lại, để cho thần chiếu giáo chủ chỉ còn dư lại thiên thánh hậu kỳ đỉnh phong bá chủ thực lực, thậm chí càng yếu hơn. Thần chiếu giáo chủ, coi như ngươi là thánh chủ, nhưng là đã là đi qua A, tại bản thiếu phía trước, ngươi không có tư cách càng rỡ. Tần Trần Hư không nhất bộ, lòng tin tăng nhiều, đến thần chiếu giáo chủ trước người, lại là nhất kiếm, một kiếm này giữa, sát khí ngút trời, bao phủ ở thần chiếu giáo chủ toàn thân. Đồng thời, Tần Trần lần thứ hai thi triển thời gian thần thông, đồng thời để cho vạn giới ma thụ khí tức phong tỏa phía thế giới này, muốn đem thần chiếu giáo chủ vây giết ở chỗ này. Đáng chết! Thần chiếu giáo chủ khuôn mặt lập tức giữ tợn, trong thân thể bộc phát ra vô tận thánh chủ khí tức, hướng về phía thần chiếu kính chính là chợt một trảo. Thần chiếu kính, thiên thần chiếu diệu. Hắn toàn bộ lực lượng, dung nhập thần chiếu kính trong, đem thần chiếu kính trong lực lượng, chợt tất cả đều đánh ra. Đáng ghét, tần trần, bản giáo chủ không phải không thừa nhận, ngươi là duy nhất tính toán đến bản giáo chủ nhân, nhưng đáng tiếc nếu không phải bản giáo chủ thân thể mất hết tu vi, bản giáo chủ há sẽ sợ ngươi ngươi chờ cùng bản giáo chủ một lần nữa tu luyện ra thánh chủ lực khôi phục linh hồn bản giáo chủ sẽ đưa ngươi triệt để chém giết ngươi chờ thần chiếu giáo chủ trong nháy mắt chợt phá vỡ tầng trần phong tỏa thân hình vặn vẹo lập lòe lui vào hư không dĩ nhiên là không hề cùng tầng trần chiến đấu trực tiếp chạy trốn chạy đi đâu tầng trần thôi động vạn giới ma thụ đầy trời hắc sắc dây thoáng cái bao vây đi qua, cùng lúc đó thời gian thần thông vận chuyển muốn ngưng kết thời gian. thế nhưng thần chiếu giáo chủ chấn động lúc tín ngưỡng chi lực bao phủ tầng trần thời gian thần thông vậy mà không cách nào động lại hắn thân thể, đầy trời dây cũng theo hắn trên thân hình vượt qua. a à, thần chiếu giáo chủ kêu thảm một tiếng, toàn thân đều nổ bắn ra huyết vụ, bị vạn giới ma thụ xuyên thấu, nhưng hắn tại thời khắc mấu chốt thiêu đốt bản thân thánh chủ linh hồn, minh minh thánh chủ uy áp ý chí phía dưới, bị hắn thoáng cái tránh thoát, xông vào hư vô. Mị hoặc Đột nhiên, nhất đạo quát chói tai tiếng vang lên, thần chiếu giáo chủ liền thấy thiên địa giữa, cư nhiên xuất hiện một cái hắc sắc cửu vĩ tiên hồ thân ảnh, tràn ngập mị hoặc khí tức, khiến cho hắn nghiêm trọng bị thương thần niệm lập tức sóng gió nổi lên, cũng bị mị hoặc ở. Là trần tư tư, tại thời khắc mấu chốt nhất, khi triển ra thiên sinh mị thể thế nhưng thần chiếu giáo chủ linh hồn dù sao cũng là thánh chủ cấp bậc dù chỉ là nhất đạo tàn hồn tư tư cũng không cách nào triệt để mị hoặc hắn nổi giận gầm lên một tiếng lần thứ hai khạc ra tiên huyết cả người thiêu đốt hiến tế còn sót lại lực lượng trung một cái phía dưới biến mất hư không truy tần trần sắc mặt khó coi sẽ phóng lên cao truy sát theo dõi thần chiếu kính bạo thế nhưng từ nơi sâu xa, nhất đạo gào thét tiếng vang tới, là thần chiếu giáo chủ, vì mình chạy trốn, vậy mà trong nháy mắt dẫn bạo bản thân bản mạng chí bảo thần chiếu kính. Vù vù. Tần Trần cũng cảm giác được bên cạnh thần chiếu kính, chợt phát ra ánh sáng chói mắt, một cổ mênh mông lực lượng, thoáng cái bành trướng, sẽ triệt để nổ tung. Không được. Tần Trần trong lòng kinh hãi, này thần chiếu giáo chủ quá ác, là chạy trốn, vậy mà không tiếc đại giới, cam nguyện dẫn bạo bản thân bản mạng thánh chủ bảo vật, thủ đoạn này tàn nhẫn, trước đó chưa từng có. Nếu như tùy ý này thần chiếu kính nổ tung, một cái thánh chủ bảo vật tự bạo lúc xuất hiện lực sát thương, tuyệt đối có thể đem tần trần trọng thương, thậm chí, để cho tư tư cũng bỏ mạng ở nơi này. Thời gian bản nguyên Thời khắc mấu chốt, tần trần chợt thôi động thời gian bản nguyên, trong đầu, thời gian lực lượng sinh ra, cái này so với tần trần trước khi triển thời gian thần thông còn muốn đáng sợ nhiều làm cho thần chiếu kính bạo tạc chật cứng lại liền thánh chủ bảo vật tự bạo cũng có thể ảnh hưởng tại ảnh hưởng trong nháy mắt tần trần dĩ nhiên thôi động vạn giới ma thụ thoáng cái bọc lại thần chiếu kính sau đó chợt kéo vào càng không tạo hóa ngọc điệp trong trấn áp ma diệt càng không tạo hóa ngọc điệp trong tuế nguyệt chi lực chảy xuôi Tần Trần lợi dụng khi thần chiếu kính bạo tạc trước trong nháy mắt, chợt trấn áp thần chiếu kính khí tức, mà thần chiếu giáo chủ vì dẫn bạo thần chiếu kính, cũng dẫn bạo trong bản thân linh hồn. Tần Trần lợi dụng cơ hội này, trực tiếp đem chính mình linh hồn lạc ấn đánh vào trong, ổn định lại thần chiếu kính. Vù vù. Một mặt cổ xưa cổ kính, huyền phù càng không tạo hóa ngọc điệp trong, kiện lặng bập bình. ầm ầm. Mà lúc này, Ma khí lôi kiếp cũng rốt cục mất đi vạn giới ma thụ cảm ứng, hiểu không thể làm gì tần trần, chậm rãi tiêu tán, triệt để không thấy. Trần, ngươi không sao chứ? Tư tư bay xẹt tới, khẩn trương nói ra, trong ánh mắt có sợ hãi. Ta không sao. Tần trần khoát khoát tay, cười nhìn về phía tư tư, tư tư ngươi không sao chứ? Ta cũng không chuyện. Tư tư thở phào, cảm thụ được tầng trần trên thân nửa bước bá chủ lực có một ít hoảng sợ thở dài nói đáng tiếc vẫn là để cho thần chiếu giáo chủ cho chạy trốn vậy cũng không sao cả thần chiếu giáo chủ hiện tại đã là chó nhà có tam lúc đầu người này bày như vậy âm mưu là muốn đoạt xá này một thượng cổ ma thi ai biết cuối cùng bị chúng ta phá hoại chỉ có thể trở lại bản thân kiếp trước tàn phá thân thể trong hắn thân thể này là tẩm bổ này thượng cổ ma thi cũng sớm đã mất đi thánh chủ lực, coi như là chạy đi, cũng không nổi lên được bao nhiêu bọc sóng. Tần trần trầm ổn nói ra, ánh mắt lập lòe, định liệu trước nói. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng này thần chiếu thánh tử hiểu ngươi một số bí mật, nếu như hắn tuyên dương ra ngoài, ngươi chính là sẽ nguy hiểm. Trần tư tư trong ánh mắt dũng động ánh sáng lạnh, sở dĩ người này phải chết, trước ta tại trên người người này lưu lại nhất đạo khí tức đến thời điểm có thể truy tung người này. Ồ! Ngươi cũng lưu lại hậu thủ. Tần Trần cười rộ lên, thật ta cũng lưu lại hậu thủ, ban nảy kích thương người này đồng thời, ta đã lấy được hắn một giọt hồn huyết, sau này có thể vận dụng các loại thủ đoạn, thì có khả năng suy tính đến vị trí hắn, hắn hết thảy đều có thể nói tại ta trong khống chế. Tần Trần trong tay huyền phù ra một giọt dòng máu màu đen, tản ra từng đạo hồn quang khí tức đúng là này thần chiếu giáo chủ hồn huyết hắn đem này hồn huyết ném vào càng không tạo hóa ngọc điệp trong vạn giới ma thụ trong âm thầm diễn hóa để tính toán ra tức khắc thần chiếu giáo chủ tung tích thân ảnh bắt đầu ở tầng trần trong đầu hiện ra tung tích đối phương bị tầng trần hoàn toàn nắm ở trong tay tư tư chứng kiến không khỏi thất kinh đôi mắt đẹp ba quan liên tục chẳng lẽ ngươi là cố ý làm cho hắn chạy trốn cố ý ngược lại cũng nói cũng không tính chẳng qua là xem xét thời thế mà thôi. Tần Trần mỉm cười, mắt sáng lên, nếu như ta các loại thủ đoạn tề xuất, lưu hắn lại khả năng, ít nhất. Tại 8 phần 10 trở lên, bất quá, thả hắn đi cũng có thả hắn đi chỗ tốt, người ngẫm lại xem, toàn bộ thiên giới thí luyện chi địa, bảo vật rất nhiều, người này ở tiền thế sau bỏ mạng ở nơi này, tất nhiên hiểu nơi này nhiều bí mật, hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, tính toán lại bị chúng ta phá hoại, ngươi nói hắn chạy đi sẽ làm cái gì? Tư tư trong nháy mắt hiểu được, ngươi là nói hắn sẽ trước tiên tìm kiếm có thể làm cho mình khôi phục bảo vật. Hoặc có lẽ là, đi này thiên giới thí luyện chi địa cao cấp nhất nơi truyền thừa. Tần Trần vừa nói như thế, nàng ngay lập tức sẽ minh bạch Tần Trần dụng ý, không khỏi rất là kích động, nói như vậy, nàng liền hoàn toàn có thể lý giải, thiên giới thí luyện chi địa bảo vật rất nhiều, bọn họ dù sao đối với nơi này cũng không quen thuộc biết, thế nhưng thần chiếu giáo chủ đối với nơi này tuyệt đối hết sức giải khai, chỉ cần đi theo thần chiếu giáo chủ thì có khả năng ung dung tìm tới nơi này cao cấp nhất truyền thừa. Cao, một chiêu này thật sự là cao. Đây chỉ là ta xem một trong, trừ cái đó ra, thần chiếu giáo chủ ở chỗ này bày kinh người như vậy tính toán, ta nghi ngờ trong lúc này có chúng ta không biết ẩn tình, lấy hắn tu vi căn bản không có cần thiết đoạt xá một cái ma tộc thánh chủ xác chết, hắn làm như thế, tất nhiên khác biệt xem. Tần Trần hiếp mắt, trầm giọng nói, chỉ cần trong bí mật đi theo hắn, chúng ta dĩ nhiên là có thể biết được hắn làm như vậy xem là cái gì. Đúng là phu quân ta là lợi hại nhất. Trần Tư Tư mặt lộ hồng nhuận, dựa vào Tần Trần trong lòng, chỉ cảm thấy đối Tần Trần tràn ngập tôn sùng. Vậy chúng ta bây giờ có muốn hay không lập tức đuổi theo? tư tư ngẩng đầu dung nhan tuyệt mỹ ở trên hai cái thật đẹp mắt to sở sở làm người ta hài lòng nhìn tần trần hô hấp tần trần trên thân nam tử khí tức có loại mặt cho tần trần hái ý tứ hàm xúc ngươi cái này quỷ tinh nghịch tần trần cầm xuống tư tư mũi quỳnh cười rộ lên trước không nóng nảy thần chiếu giáo chủ trốn không thoát ngược lại ngươi thần chiếu giáo chủ đi rồi ngược lại đem chính cái thánh bạch đại trận lưu lại ngươi có thể thôn vệ này thánh mạch đại trận, trực tiếp đột phá bá chủ cảnh giới, ta cũng muốn tỉ mỉ nghiên cứu một chút này một thượng cổ ma thi, luyện hóa thần chiếu kính. Tần trần nhìn tư tư, tư tư trong cơ thể khí tức, đã đến một cái điểm tới hạn, trước ma khí lôi kiếp phủ xuống thời giờ sau, tư tư cũng ở vào ma khí trong lôi kiếp, bất quá là tại ranh giới chỗ, ma khí lôi kiếp tại cải tạo tần trần thân thể đồng thời, cũng ở đây giúp đỡ tư tư củng cố trong cơ thể tu vi lúc này tư tư dĩ nhiên chạm tới một chút bá chủ cảnh giới ngưỡng cửa có thể ngưng luyện ra đại đạo chi quan nếu như tư tư có thể đột phá bá chủ cảnh giới đối tần trần tại đây yêu ma giới trong cướp đoạt rất nhiều bảo tàng cũng có cường đại ích lợi ít nhất tư tư mị hoặc thuật liền đỉnh phong bá chủ cũng sẽ trầm luân cơ hồ có một ít tương tự với sơ bộ bản thời gian thần thông đột phá bá chủ. Tư tư trầm tư một chút nói, có thể là có thể, thế nhưng, ít nhất. Cần bảy tám cái thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch, có những thứ này thánh mạch, còn không bằng để cho ngươi đến thôn vệ, như vậy cũng có thể để cho ngươi tu vi càng thêm củng cố. Cái này ngược lại không tất. Tần trần lắc đầu, ta coi như thôn vệ này thánh mạch đại trận, cũng y nguyên chỉ là nửa bước bá chủ, ta có cảm giác mình muốn đột phá bá chủ cảnh giới, không có thôn vệ mấy cái thiên thánh thượng phẩm thánh mạch liền có thể, cần nhận được nhiều hơn cảm ngộ cùng thu hoạch, ngược lại ngươi nếu có thể đột phá, liền không nên lãng phí thời gian, còn ngươi uyên ma đại đạo, có thể tại sau khi đột phá, từ từ hoàn thiện. Ta chỗ này cũng có đối uyên ma đại đạo một ít cảm ngộ, ngược lại là có thể giao lưu một phen. Giọng nói rơi xuống, tần trần một chỉ điểm ra, tức khắc bản thân đối ma đạo lý giải đánh vào tư tư trong thân thể lập tức tư tư trên thân dũng động từng đạo ma quang khí tức cũng nửa không áp chế được toàn thân cũng bắt đầu run trên đỉnh đầu chợt bắt đầu tạo thành nhất đạo kiếp vân hả tần trần ngẩng đầu tư tư đột phá bá chủ cảnh giới tư nhiên cũng sẽ đưa tới kiếp vân hắn đầu tiên là nghi hoặc chợt liền hiểu được lập tức lộ ra vẻ vui mừng ta minh bạch đây là ngươi trước tại ta ma khí kiếp vân trong bị yêu ma giới thiên đạo cảm thụ được ngươi là một cái nhân tộc nhưng được đến có ma tộc truyền thừa gọi là một cái ngoại tộc hiện tại ngươi lấy ma nhập đạo tại yêu ma giới đại đạo cảm nhận xuống ngươi có đe dọa yêu ma giới khả năng đại đạo vô tình nó không phân rõ thiện ác chỉ có thể nhận có hay không cùng mình đại đạo bài xích cho nên mới phải đánh xuống kiếp vân nói chuyện cũng tốt nếu như ngươi có thể kháng trụ kiếp vân như vậy ngươi đem giống như ta trong cơ thể uyên ma đại đạo sẽ cùng thân thể ngươi triệt để dung hợp đến thời điểm chỉ cần ngươi nguyện ý thì có khả năng đem chính mình uyên ma đại đạo triệt để ẩn giấu mặc dù là nhân tộc đỉnh phong thánh chủ cũng mơ tưởng dò xét ra ngươi hư thực ầm ầm tần trần vừa mở miệng vừa đem chính cái thiên thánh thượng đẳng viễn cổ thánh mạch cấu thành thánh mạch đại trận chợt tóm lấy đến trực tiếp cấu thành phiến to lớn trận quan đem tư tư bao vây tại trong trần. Tư tư cảm thụ được kiếp vân sinh ra, quát to lên. Không sao cả, có ta ở đây, ma khí kiếp vân căn bản không tổn thương được ngươi, ngươi một mực thu nhận này thánh mạch chi khí, đột phá bá chủ cảnh giới, đến thời điểm tại ma kiếp phía dưới, củng cố tu vi, thành tựu vô thượng bá chủ. Tần trần quát to đạo, cảnh tỉnh, thể hồ quán đính. Tư tư lập tức khoanh chân ngồi ngay ngắn ở không trung, nét mặt trang nghiêm, đối mặt không trung thiên kiếp xúc tích lực lượng, chuẩn bị chém giết. Nửa nén hương thời gian sau, làm tư tư đem trong cơ thể lực lượng ngưng tụ đến mức cực hạn thời gian, kiếp vân chân chính bắt đầu nồng nặc lên, to lớn đen như mực ma quan giống như đại dương trút xuống, trong cũng biến hóa ra nhiều ma binh ma tướng, hướng về phía tư tư tiến hành oanh kích. Này ma khí kiếp vân thanh thế, so với trước tầng trần yếu lực yếu một ít, nhưng là mạnh không thể tưởng tượng nổi ma quan mẫn diệt phía dưới, đủ để đánh giết phổ thông bá chủ cao thủ. Tư tư lấy uyên ma đại đạo nhập thánh, thủ đến kiếp nạn đúng là so với bình thường bá chủ lợi hại nhiều, những thứ kia ma quan lôi đình, mỗi nhất kích đều có thể đánh giết một cái phổ thông bá chủ, đổi lại là úy tư thanh các nàng, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được. Tần Trần nhìn lên trên trời tư tư cùng ma quan lôi đình đối kháng, có một phen đặc biệt tư vị. Ban nãy mình bị lôi phách, Bây giờ nhìn Tư Tư bị sét đánh. Kinh khủng ma quang lôi đình đánh vào Tư Tư trên thân, ngay lập tức sẽ đem Tư Tư thân thể chém nứt khai, áo bào tản mát, biến phải càng thêm ám muội. Tần Trần không có xuất thủ, chỉ cần Tư Tư không gặp phải sinh tử nguy hiểm, hắn là sẽ không xuất thủ, chỉ có bản thân vượt lôi đình, mới có nhiều hơn cảm ngộ, với lại, Tư Tư trước đã tại hắn ma quang trong lôi kiếp lãnh hội qua lôi đình cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền ngã xuống đúng là tư tư cắn răng toàn thân uyên ma đại đạo vận chuyển lại còn có thể bảo trì trấn định nên kích ma quan lôi đình nàng cả người triển lộ ra từng đạo cảnh xuân tại ma quan lôi đình phía dưới còn vẫn duy trì hoàn mỹ hình dạng không có cách nào tại chính mình nam nhân yêu mến phía trước làm sao cũng không có thể biểu hiện ra ngoài nhếch nhác tư tư quanh thân oanh nhiễu ma quan thôn vệ thánh mạch đại trận lực lượng, cùng lúc đó cùng ma quan lôi kiếp đối kháng, thuận buồn xuôi gió, chỉ chốc lát sau, thiên kiếp biến sắc, càng mãnh liệt hơn, khắp nơi đều xuất hiện lôi binh lôi tướng, thậm chí so tầng trần ma khí lôi kiếp đều yếu không nhiều lắm. Bổ thiên chi khí Một khi tư tư có một ít không kiên trì nổi thời gian, tầng trần sẽ đưa vào nhất đạo bổ thiên chi khí, tư tư trong cơ thể ngay lập tức sẽ bị tinh lọc, có tầng trần ủng hộ, vô luận hung mảnh cỡ nào lôi kiếp, cũng không thể thương tổn tới nàng bổn nguyên. Qua đi tới ba canh giờ, tư tư trong cơ thể bổn nguyên trên, bắt đầu hiện ra đại đạo chi quan, bắt đầu hướng bá chủ thánh nguyên thay đổi. Lần này liền tương đối đi ra, tần trần tuy là không có thể đột phá bá chủ cảnh giới, nhưng hắn bá chủ bổn nguyên dĩ nhiên hết sức kinh khủng, so với một dạng bá chủ mạnh hơn quá nhiều. Nếu như nói đừng bá chủ đại đạo chi quan là ngôi sao nói, như vậy tầng trần đại đạo chi quan một khi tạo thành, đó chính là liệt nhật, mà tư tư đại đạo chi quan còn lại là trăng sáng. Lôi quan trong, tư tư trong cơ thể lực lượng nhanh chóng đề thăng, đồng thời, chính cái thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch khí tức tất cả đều dũng mãnh tràn vào đến tư tư trong thân thể, quanh một tiếng, rốt cục, tư tư trong đồng tử nổ bắn ra thần hồng, một cổ bá chủ khí tức, theo trong cơ thể nàng triệt để tịch quyển đi ra. Hư Bầu trời ma khí lôi kiếp cũng phát hiện không làm gì được Tư Tư, rốt cục từ từ tán đi, Tư Tư vượt thiên giới, toàn thân thánh nguyên tất cả đều ngưng luyện thành bá chủ lực, trên mặt hiển hiện ra nụ cười, nhìn quanh giữa, đôi mắt sáng rực rỡ, biến phải càng thêm lóa mắt lộng lẫy. "Trần, ta đẹp không?" Tư Tư quần áo tả tơi, từ phía trên truy cập rất xuống, cả người nở rộ thần quang, ở đó thần quang trong còn có từng đạo đen như mực ma quang lập lòe hai hai kết hợp, tự như cùng ma quỷ cùng thiên sứ kết hợp, cho người ta cùng không gì sánh được mãnh liệt trùng kích. Tư tư, ngươi không sao chứ? Tần trần vội vàng ôm lấy tư tư, tức khắc một thân thể mềm mại nằm tần trần trong lòng, mềm mại vạn phần, mềm mại không xương. Nếu như có bất kỳ người đàn ông nào chứng kiến lúc này tư tư bộ dáng, tất nhiên sẽ bị tư tư mê đảo. Loại này mị hoặc, thần thánh hơi thở chất, đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào nổi điên. Tần Trần đang chuẩn bị đem tư tư để xuống, nhưng tư tư đột nhiên nhẹ anh một tiếng, càng thêm yếu đuối, phản phất không đứng nổi, nàng nằm Tần Trần trong lòng, co ro thân thể, lộ ra da thịt trắng như tuyết, hai tay còn quấn Tần Trần cổ, thổ khí như lan. Chẳng lẽ tư tư thụ đến cái gì phản vệ? Tần Trần sắc mặt nghiêm túc lên, tư tư loại này mảnh mai bộ dáng, rất cổ quái, chính là không đúng hắn cảm nhận tư tư thân thể tư tư thân thể ẩn chứa kinh người bá chủ lực một chút cũng không có suy yếu ý ngược lại là ở vào trạng thái toàn thịnh tư tư ngươi đến làm sao khó chịu chỗ nào sao tần trần khẩn trương ngươi tư tư tức giận không nói gì đến cực điểm bản thân chẳng qua là muốn nằm tần trần trong lòng thật tốt tung ra làm nũng mà thôi cái này đầu gỗ tư nhiên không có chút nào hiểu. ta không sao. nhìn Tần Trần khẩn trương hình dạng, tư tư lại không nở lên, vội vàng đứng lên, chiếc nhẫn trữ vật lóe lên, nàng đã phủ thêm nhất kiện bộ đồ mới bào, che kín tiết lộ cảnh xuân, cả người mị hoặc ý cũng biến mất không còn một mảnh, biến phải vạn phần thần thánh lên. không có việc gì là tốt rồi, làm ta sợ giật mình. Tần Trần thở vào hắn còn tưởng rằng tư tư ở đột phá thời gian xảy ra chuyện gì đây. Ta có thể có chuyện gì, Trần, ngươi là yêu thích ta cái dạng này. Vẫn ưa thích ta một hình dáng khác. Tư tư giọng nói rơi xuống, trên thân thần thánh khí tức cởi ra, con ngươi lập tức biến phải đen kịch lên, cả người ma quan dũng động, theo một cái thần thánh tiên một dạng, tức khắc thì trở thành một cái tà ác ma nữ, đáng sợ kia ma tộc đại đạo, đủ để chấn nhiếp ma tộc bá chủ cao thủ trong nháy mắt tư tư giống như biến một người nàng cười tủm tỉm nhìn tần trần nói hay là nói ngươi càng thích ta một cái khác bộ dáng giọng nói rơi xuống tư tư trên thân khí chất một lần nữa biến biến phải mị hoặc lên xấu hổ chờ nở ánh mắt cả người mị hoặc khí chất tự liền tần trần đạo tâm cũng có chút ba động muốn thất thủ trong a à, đây quả thực là cái yêu nữ mặc kệ ngươi khí chất gì ta đều ưa thích Tần trần bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Đều thích à. Tư tư ánh mắt mang theo mị quan, cười hì hì nói, vậy dạng này có biết hay không, sau này ta cùng với ngươi thời gian, ngươi thích gì, ta thì trở thành cái gì. Tần trần không nói gì. Chứng kiến tần trần không nói gì hình dạng, tư tư không khỏi cười khanh khách, chỉ cảm thấy tần trần chơi thật khá cực, đương nhiên tần trần nếu như muốn nàng biến ảo khí chất, nàng cũng sẽ rất vui vẻ thỏa mãn Tần Trần mọi yêu cầu. Tần Trần nhìn tư tư, cười nói, lần này may mắn thần chiếu thánh tử, đem chúng ta dẫn vào nơi này, hơn nữa còn thụ đến yêu ma giới đại đạo áp chế, đưa tới lôi kiếp, hiện tại tư tư bên trong cơ thể ngươi uyên ma chi đạo có thể triệt để ẩn giấu, coi như là thánh chủ ở trước mặt ngươi cũng không nhìn ra. Lúc này tư tư, không gì sánh được thần thánh, mặc cho bất luận kẻ nào cũng không thể nhìn ra, nàng lại là một cái tu luyện ma đạo cao thủ tần trần triệt để yên lòng sau đó trở về này thượng cổ ma thi phía trước chuẩn bị thu lấy này thượng cổ ma thi này thượng cổ ma thi tuy là chết đi đã vô số vạn năm nhưng nhiều năm như vậy liên tục tẩm bổ phía dưới trên thân khí tức y nguyên hết sức kinh khủng vô luận là so năm đó diêm la thánh chủ vẫn là trước thần chiếu giáo chủ đều có thể đáng sợ phía trên nhiều tần trần chỉ là tới gần cũng cảm giác được một loại mãnh liệt kinh sợ. Này một cái ma thi, mặt xanh nanh vàng, giống như một tôn ma thần nằm nơi này, một cổ cực ác, tội ác chồng chất khí tức theo hắn trong thân thể phát ra. Đồng thời, nó trên người có mãnh liệt phong ấn khí tức. Tần trần âm thầm kinh hải, cũng may trước hắn kịp thời chạy tới, thần chiếu giáo chủ không có kịp thời đoạt xá này thượng cổ ma thi, nếu là thật bị hắn đoạt xá thành công, vậy thật phiền phức, như thế một ma thi còn có thánh chủ cấp bậc khí tức coi như là yếu nhất thánh chủ cũng không phải hiện tại tần trần có thể ngăn cản đến khi đó kết quả thật đúng là khó mà nói nhưng bây giờ này một thượng cổ ma thi lại tiện nghi tần trần cho ta thu tần trần một tiếng quát chói tai chuẩn bị đem này thượng cổ ma thi thu vào càng không tạo hóa ngọc điệp trong hắn mặc dù không biết thần chiếu giáo chủ tại sao phải đoạt xá này một ma thi nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, hắn tin tưởng mình nhất định có thể tìm ra đáp án. Chỉ là tầng trần mới vừa thôi động càng không tạo hóa ngọc điệp, khí sắc cũng là biến sắc, bởi vì này thượng cổ ma thi vậy mà không cách nào bị thu lấy. Này thượng cổ ma thi trong cơ thể, có một cổ kinh người khí tức, mặc dù là sau khi chết, cũng có thể ngăn cản không gian bảo vật thu lấy. Này thượng cổ ma thi đến là lai lịch gì? Tần trần mặt biến sắc, bất quá lại không có bất kỳ lo nghĩ, mà là một lần nữa thu lấy này một thượng cổ ma thi thân thể. Lần này, tần trần đang thôi động càng không tạo hóa ngọc điệp thời gian, đồng thời thôi động càng không tạo hóa ngọc điệp trong vạn giới ma thụ, tức khắc từ căn đen kịch xúc tua lộ ra, chợt bọc lại này thượng cổ ma thi, sau một khắc. Này thượng cổ ma thi dĩ nhiên bị lôi kéo nhập càng không tạo hóa ngọc điệp trong, trong ma quật lập tức rỗng tuyết. Tần trần thở vào, quả nhiên vẫn là vạn giới ma thụ lợi hại, ma tộc chí bảo, có đủ trấn áp toàn bộ ma tộc lực. Đi, chúng ta nhìn nhìn lại, này trong ma quật còn có hay không cái gì bảo vật. Tần trần mang theo trần tư tư thân hình thoát một cái, lướt vào này ma quật chỗ sâu. Chỉ tiếc là, những thứ này trong ma quật, không còn có bất luận cái gì một đầu yêu ma, cũng không có một cái tà khí ma mạch, trống rỗng, chỉ có một ít tàn phá cấm chế đi thôi. Cũng đừng làm cho thần chiếu giáo chủ lạc đường. Càng quét hết ma quật, tần trần cùng trần tư tư nhúng người nhảy lên, tần trần suy tính phía dưới, thần chiếu giáo chủ khí tức lập tức hiện ra tại hắn trong cảm giác. Hả? Tần trần ngẩn ra, mày nhăn lại đến, này thần chiếu giáo chủ đi địa phương, tự nhiên không có này yêu ma giới chỗ sâu, mà là tại đi yêu ma giới ngoại vi lao đi. Hắn đến muốn làm cái gì? lúc đầu tại tầng trần trong dự tưởng thần chiếu giáo chủ đối yêu ma giới hết sức giải khai hẳn là trước tiên tiến nhập yêu ma giới chỗ sâu tìm kiếm thuộc về bảo vật để cho mình nhanh hơn khôi phục nhưng hắn hiện tại đi yêu ma giới bên ngoài lao đi để tầng trần không hiểu chẳng lẽ hắn là muốn chạy khỏi nơi này không có khả năng tầng trần lắc đầu thần chiếu giáo chủ hạng nhân vật này căn bản sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy mà lui bước hắn tin tưởng đối phương hiện tại nguyện vọng lớn nhất, chính là khôi phục thực lực, tiếp, chính là chém giết bản thân, đoạt lại ma thi, mặc kệ đối phương làm cái gì, tuyệt đối là thành cho hai cái con mắt phục vụ. Đi, bản thiếu ngược lại muốn nhìn một chút, này thần chiếu thánh tử đến dở trò quỷ gì? Tần Trần cùng tư tư dắt tay, lập tức hướng về yêu ma giới ngoại vi lao đi, cũng không biết qua bao lâu, yêu ma giới khí tức càng ngày càng yếu dường như đến yêu ma giới ranh giới mà ở yêu ma giới một chỗ khác còn lại là phiến bên mông thí luyện chi địa chỗ ấy tà khí tận trời thánh khí oanh nhiễu đúng là phế tích bảo địa chỗ nhân tộc lịch lãm chi địa thần chiếu giáo chủ trở lại nhân tộc lịch lãm chi địa tần trần lần này càng hiếu kỳ hơn đối phương tới nơi này tuyệt đối có xem mà ở tần trần cùng tư tư chú ý theo dõi thần chiếu thánh tử lúc sưu nhất đạo hắc tuyến phá toái hư không, tại đây yêu ma giới cùng nhân tộc thí luyện chi địa giao giới khu vực, một tòa quan mang bắn ra bốn phía thái cổ thần sơn tủng đứng ở nơi này, mà ở này thái cổ thần sơn đỉnh núi, hiển hiện ra thần chiếu giáo chủ hình thể. Nếu như tần trần ở chỗ này nói, nhất định sẽ thất kinh, bởi vì giờ khắc này thần chiếu giáo chủ hình thể, cư nhiên biến phải không gì sánh được trẻ tuổi lên, biến ảo thành thần chiếu thánh tử bộ dáng, Cùng thần chiếu thánh tử cơ hồ giống nhau như đúc. Nếu như nói thần chiếu giáo chủ bản thân cùng thần chiếu thánh tử hết sức giống nhau. Nhưng bởi vì tuổi tác và khí chất nguyên nhân. Chỉ có 6 phần 10 cùng loại nói. Như vậy hiện tại. Cơ hồ có hơn 90% tương tự. Chỉ bất quá khí chất càng thêm tan thương một ít. Mặc cho bất luận kẻ nào. Cũng sẽ cho là hắn chính là thần chiếu giáo thần chiếu thánh tử. Mà không phải khác một cái thân thể. Mà một tòa thái của thần Sơn. Tại thiên giới Thí Luyện Chi Địa cũng hết sức nổi danh, được xưng là nhân tộc thủ hộ chi sơn, trong ẩn chứa vô tận cấm chế cùng uy áp, cùng cùng uy nghiêm, là thiên giới các đại phủ vực cao thủ tại Thí Luyện Chi Địa trong sau cùng dừng chân chi địa. Bởi vì qua này một tòa thái cổ thần sơn, mọi người sẽ tiến vào yêu ma giới Phạm Vi, sẽ tao ngộ đến ma tộc, yêu tộc chờ hắn chủng tộc đỉnh cấp cao thủ. Mà một tòa thủ hộ chi sơn trong ẩn chứa viễn cổ nhân tộc đại năng lưu lại cấm chế, nhân tộc cao thủ một khi gặp phải nguy hiểm, có thể trốn vào trong, bất kỳ cái gì yêu ma giới trong cao thủ cũng không thể xông vào đến trong, một khi xông vào, chỉ cần không cảm ứng được nhân tộc khí tức, cũng sẽ bị thủ hộ chi sơn trong cấm chế cho bao phủ, tại chỗ cắn chết. Mà thủ hộ chi sơn cũng trở thành nhiều lần thiên giới thí luyện, nhân tộc cao thủ tụ tập hạch tâm chi địa, chỉ cần là đột phá bá chủ, cảm giác mình có tư cách tiến vào yêu ma giới trong, cùng vạn tộc cường giả tranh phong đỉnh cấp thiên kiêu, đều sẽ tới đến này thủ hộ chi sơn, hoặc học thành đội, hoặc độc hành, tìm kiếm cơ duyên. Lúc này, tại đây thủ hộ chi sơn ở trên đã tụ tập không ít đỉnh cấp thiên kiêu, mỗi cái khí thế bất phàm, có thể đi tới nơi này, đều là các đại phủ vực trong người nổi bật, đỉnh phong cao thủ. Người bình thường vật căn bản không tư cách đi tới nơi này. Hả? Lại là một cao thủ đến, người này lại là theo yêu ma giới phương hướng tới trước. Đột nhiên, mọi người liền thấy yêu ma giới trong một vệt sáng nổ bắn ra tới, một tiếng ầm vang liền rơi vào thủ hộ chi sơn ở trên kinh người thánh nguyên khí tức tận trời, tạo thành to lớn dị tượng. Người này là ai? Dĩ nhiên là theo yêu ma giới phương hướng tới chẳng lẽ là cái nào phủ vực đỉnh cấp cao thủ thần chiếu thánh tử người này là thần chiếu giáo thánh tử đến từ một cái so sánh hẻo lánh phủ vực thần chiếu thánh tử ta tự hồ nghe nói qua người này tục danh lại là hắn từng đạo khiếp sợ tiếng vang tới thần chiếu thánh tử xuất hiện ngay lập tức sẽ đưa tới ở đây rất nhiều cao thủ chú ý người này rất mạnh sao cũng có người lộ ra nghi hoặc biểu tình có thể đi tới nơi này, đều là như Chu Vũ Thánh, Quý Tư Thanh, Nhân Vương Thánh Tử như vậy một trong phủ cao cấp nhất thiên kiêu, bọn chúng đều là nhân vật thiên tài, tự nhiên đều hết sức ngạo nghễ, chứng kiến thần chiếu thánh tử lớn lối như thế hạ xuống, tự nhiên sẽ để cho người ta cảm thấy khó chịu. Bạch Thần chiếu thánh tử thân hình thoát một cái, thoáng cái hạ xuống này tọa thủ hộ chi sơn ở trên nhìn thần sơn phát ra quang mang, xuyên thủng vô số vạn dặm. Bước bách xa xa được yêu ma không dám tới gần lộ ra hết sức hài lòng hắn vừa sải bước ra sẽ đến thủ hộ chi sơn trên đỉnh núi cốt lõi nhất chỗ trống trong toàn bộ thủ hộ chi sơn đỉnh núi có một cái cực to lớn chỗ trống trên đất trống tọa lạc không ít cao thủ mỗi cái khí thế bất phàm chiếm một phương chỗ bất quá có thể thấy được trên đất trống cường giả tuy là đều là bá chủ cao thủ nhưng là chia mấy cái bất đồng cấp độ ở ngoại vi hẻo lánh chi địa thuộc về yếu kém mà càng hạch tâm khí tức lại càng mạnh cũng càng đáng sợ mà thần chiếu thánh tử vừa rơi xuống liền trực tiếp hướng chỗ trống cốt lõi nhất địa phương lướt qua đi thần chiếu thánh tử thần chiếu giáo cao cấp nhất thánh tử bất quá nghe nói các hạ chỗ phủ vực chắc là đông thiên giới tương đối suy nhược một cái phủ vực đi cũng dám trực tiếp đi hạch tâm chi địa đi chẳng lẽ không hiểu cái gì là tôn ti sao một đạo thân ảnh đột nhiên ngăn lại thần chiếu thánh tử, khóe miệng phát họa cười nhạt, xem thường nói ra. Trên người người này tản mát khí tức kinh khủng, dễ nhận thấy cũng là một cái bá chủ cao thủ, người mặc đạo bào màu xanh da trời, có một đầu màu xanh da trời mái tóc, đặc biệt phiêu giật cùng thâm thúy, trong lúc vất tay, cho người ta mãnh liệt nguy hiểm. Điều này hiển nhiên cũng là một cái cái thế thiên kiêu, nhân vật bá chủ, không vừa lòng thần chiếu thánh tử dáng vẻ, nói khiêu khích. Chung quanh vô số chúng cường giả đều lộ ra xem kịch vui nét mặt, ngoại trừ một ít sơm đã thành danh cường giả cấp cao nhất, bình thường bá chủ tới trước, nếu như không có đầy đủ số lượng, lẽ loi một mình đến, cơ hồ đều có thể thụ đến dò xét. Ngươi cản đến ta, cút. Thần chiếu thánh tử ánh mắt lạnh nhạt, nhìn cũng không nhìn đối phương, lạnh lùng nói ra. Ngươi biết ngươi ở đây cùng người nào nói sao? người mặc đạo bào màu xanh da trời người khí sắc thoáng cái biến thần chiếu thánh tử thái độ khiến cho hắn biến sắc quá kiêu ngạo loài dung dế một dạng đồ vật ở trước mặt ta càng rỡ cho ngươi một cái hô hấp thời gian biến nếu không nói ngươi sẽ hối hận thần chiếu thánh tử thản nhiên nói ha 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 đạo bào màu xanh da trời người nghe vậy không khỏi ngửa mặt lên trời cười nhạt hối hận cần hối hận người là ngươi ngươi đã phải muốn tự tìm cái chết, như vậy bản tọa sẽ thanh toàn ngươi, ghi nhớ, đánh bại ngươi người là quản nguyệt thiên hằng dương phủ phí lãnh, ta quản nguyệt thiên sau ngươi vấn hàng thiên mạnh hơn gấp đôi trở lên, bản tọa phí lãnh, tại quản nguyệt thiên trong xếp hạng thứ ba. Đệ Tam Tất cả mọi người ánh mắt ngưng lại. Quản Nguyệt Thiên cũng là đông thiên giới một cái thánh chủ phủ vực, có hơn 20 cái thánh chủ thế lực, luận thế lực mạnh yếu, thật là so thần chiếu giáo chỗ vấn hàng thiên mạnh hơn nhiều, quảng nguyệt thiên xếp hạng thứ ba, tại vấn hàng thiên như vậy địa phương, rất có thể chính là xếp hàng thứ nhất đỉnh cấp thiên kiêu. Thần chiếu thánh tử mặc dù tại vấn hàng thiên trong có một ít danh khí, cũng truyền ra vấn hàng thiên, tại xung quanh một ít thiên vực cũng có nghe nói, nhưng so với quảng nguyệt thiên đến, vấn hàng thiên thật là có một ít quá nhược điểm. Quảng Nguyệt Thiên Đệ Tam Rất mạnh sao? thần chiếu thánh tử ngẩng đầu, vù vù, hắn trong đồng tử, bỗng dưng hiện lên một chút ánh sáng, khiến cho phí lãnh trong lòng cứng lại, chỉ cảm thấy lạnh cả người, có một loại bị hoang cổ mảnh thú để mắt tới cảm giác, thậm chí muốn xoay người chạy trốn. Bất quá hắn rất mau đem loại cảm giác này theo trong đầu đuổi ra ngoài, chỉ cảm thấy thể diện vô quan, thẹn quá thành giận, hắn chính là quản nguyệt thiên thiên kiêu, lại bị một cái vấn hàng thiên phế vật bị dọa cho phát sợ hừ, ngươi vấn hàng thiên đệ tử đều là đống cặn bã, ta quản nguyệt thiên cái nào thiên kêu đi đến ngươi vấn hàng thiên, không có người mạnh nhất. Phí lãnh vẽ mặt xem thường. Cùng, rõ là thật ngông cuồng. Nhưng rơi vào trên sân người khác trong tai, cũng không có cảm thấy cuồng, ngược lại cảm thấy lẽ ra như vậy. Bất đồng thiên vực, tự tin trình độ tự nhiên bất đồng, thì giống như tại thiên vũ đại lục, bách triều chi địa người tới ngũ quốc chi địa, tự nhiên đều mang ưu việt. Buồn cười. Thần chiếu thánh tử cười lạnh một tiếng, thân hình động, tay phải chợt nâng lên. Muốn động thủ sao? Ngươi đã tự tìm cái chết, vậy bản tọa sẽ thanh toàn ngươi. Phí lãnh thân hình khẽ động, ra sau tới trước, đã hướng về thần chiếu thánh tử tiến lên, hắn cũng không để ý bốn phía còn có người khác, chính là một quyền bạo anh, quyền diện thượng có một không rõ đại đạo phù hiệu, tản ra có thể vỡ nát tất cả quan mang bá chủ đại đạo chi quan lập lòe bộc phát ra kinh thiên trùng kích tức khắc chung quanh cao thủ khác vội vã ào ào lui lại một khi này cổ quyền lực mất khống chế nói lực phá hoại thật đáng sợ bọn họ cũng muốn xem náo nhiệt nhưng cũng không muốn cuốn vào loại này trong xung đột thần chiếu thánh tử lắc đầu đôi mắt chỗ sâu có lạnh lùng hiện lên nhất chỉ vạch ra vô cùng đơn giản động tác lại phản phất có thể trấn áp thiên địa dám xem thường ta phí lãnh gào thét quyền diện thượng cái kia đại đạo phù hiệu cũng rõ ràng một ít chút dễ nhận thấy lực phá hoại càng thêm thần chiếu thánh tử y nguyên mặt không chút thay đổi nhất chỉ đón nhận ầm uhm. hai người lần đầu tiên giao phong thật chỉ quyền cũng không có trực tiếp tiếp xúc mà là cách ít nhất ba trường song phương đại đạo nguyên lực đã xuất hiện kịch liệt xông tới sau đó dừng lại, từng cổ một lực lượng kinh khủng cùng quy tắc phun ra, hướng về bốn phương tám hướng đẩy bắn đi. Phúc! Sau đó mọi người liền thấy, thần chiếu thánh tử lộ ra nhất đạo chỉ quan, vậy mà xuyên thủng đất trời, thoáng cái oanh bạo này phí lãnh quyền uy, tại hắn quyền diện trên lưu lại một lỗ máu. Phúc! Chỉ khí theo phí lãnh quyền diện đánh vào, sau đó theo hắn phía sau lưng xuyên thấu ra, cả người kêu thảm một tiếng trọng trọng té ngã trên đất, tiên huyết dàn dụa, nhìn thấy mà giật mình. Nhất chỉ, Quảng Nguyệt Thiên xếp hạng thứ ba cao thủ phí lãnh trực tiếp ngã xuống đất, bản thân bị trọng thương, liên tục giật giật không thôi. Hí Trên sân tức khắc vang lên trận trận hít một hơi lãnh khí tiếng, một chiêu, đánh bại Quảng Nguyệt Thiên xếp hạng thứ ba thiên kiêu. Vấn hàng thiên người lúc nào mạnh như vậy Khó trách này thần chiếu thánh tử vừa đưa ra liền bá đạo như vậy kiêu ngạo bọn họ cũng không biết thần chiếu giáo chủ trước bị tần trần mấy phen chặn lại trong lòng đã sớm sát khí ngút trời hiện tại có người đi lên tự tìm cái chết hắn chỗ nào còn kiềm chế được hắn không có giết chết đối phương chỉ là bởi vì hắn không muốn làm cho nhiều người tức giận phá hoại hắn tính toán mà thôi không có bị thần chiếu giáo chủ nhất chỉ chém giết đã nói rõ người này đủ cường đại bằng không hóa thành là phổ thông bá chủ tới trước nói khẳng định trực tiếp liền ngủng Quảng Nguyệt Thiên đống cạn bã, không gì hơn cái này, cũng ở đây trước mặt bổn tọa càng rỡ, buồn cười. Thần Chiếu Thánh tử thu ngón tay lại, hừ lạnh một tiếng, đạm định ung dung, nhìn cũng chưa từng nhìn nằm trên đất phí lãnh một cái, xoay người hướng đi hạch tâm chi địa. Đáng ghét, đáng ghét, ngươi dám nhỏ như vậy nhìn ta. Phí lãnh nằm trên đất, sắc mặt nhăn nhó, đầu đầy tóc xanh dương động, nộ tới đỉnh cuồng. ầm Hắn phóng lên cao, trong hai tròng mắt lưu chuyển ra lam sắc khí tức, liên tục bay lên, hóa thành một bả lam sắc liêm đao. Video đến đây là hết, nếu bạn thấy hay nhớ like và đăng ký ủng hộ mình nha.